Chương 12. Chẳng luận tội phước, xưng danh quyết định giảng sanh. Một lớn, tội và phước. Sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà đã không luận thời gian lâu hay mau, cũng không luận tội phước nhiều hay ít. Chẳng quản là chúng sanh nghiệp tội hay chúng sanh phước nghiệp, chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, quyết định giảng sanh. Tội là tạo tội, hủy phạm giới luật, tạo tác các thứ nghiệp tội. Nghiệp tội nặng nhất là ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đây là cực tội trong tội, gọi là tội nghịch. Phước là phước nghiệp, có phước nghiệp thế gian, chẳng hạn như hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, vân vân, có phước nghiệp. Tiểu thừa như quy y, trì giới, tu trì oai nghi, lại có hạnh phước đại thừa như phát bồ đề tâm, đọc tụng kinh điển đại thừa, vân vân. Phước chia ra hữu tướng và vô tướng. Phàm phu tạo tác thiện hạnh đều là phước nghiệp hữu tướng, không khế hợp với bản thể chân thật, nên đều thuộc về những tạo tác hữu vi hữu lậu. Hai lớn, văn chẳng luận tội phước của Đại sư Thiện Đạo. Trong Quán Kinh Sớ, phần Tán Thiện Nghĩa, Đại sư Thiện Đạo nói: tất cả phàm phu chẳng luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay mau, chỉ cần trên thì suốt trăm năm, dưới thì đến một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nhất định giảng sanh, chẳng chút nghi ngờ. Trong Pháp Tự Tán, Đại sư nói: chẳng bàn tội phước nhiều hay ít, tâm tâm niệm Phật chớ sinh nghi. Vô vấn tội phước thời đa thiểu, tâm tâm niệm Phật mạc sinh nghi. Quan niệm thông thường đều cho rằng cần phải tu phước thì niệm Phật mới có thể giảng sanh. Người tạo tội mà chỉ niệm Phật e không thể giảng sanh. Đây là rơi vào trường hợp luận tội phước. Đại sư Thiện Đạo bảo chúng ta không bàn đến những việc này, chỉ lo tâm tâm niệm niệm, niệm A-di-đà Phật chớ nghi ngờ. Điều này giúp chúng ta vượt thoát quan niệm thiện ác, đúng sai, trực tiếp hướng về niệm Phật. Đây là nhất hướng chuyên niệm. Luận về tội phước, tâm liền rơi vào hai bên, chẳng phải là nhất hướng. Tội cũng niệm Phật, phước cũng niệm Phật, đã niệm Phật thì đều giảng sinh. Ba lớn, tội phước đều là tạp nghiệp. Tội và phước là nói trên mặt tương đối. Ví dụ như nói ngũ giới thập thiện thuộc về nhân thừa, thiên thừa Phật giáo, so với ác nghiệp trong ba đường ác thì ngũ giới thập thiện gọi là thiện nghiệp. Nhưng nếu so với việc giảng sanh tịnh độ cực lạc, so với đại nguyện, đại nghiệp, đại lực thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà thì ngũ giới thập thiện không gọi là thiện mà gọi là ác nghiệp, nhiễm nghiệp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có bài kệ như sau: cắt ngang năm đường ác, đường ác tự đóng cửa, lối đạo rộng thênh thang, dễ đi mà không người. Hoành tiệc ngũ ác thú, ác thú tự nhiên bế, thăng đạo vô cùng cực, dị vãng nhi vô nhân. Năm đường ác là chỉ cho lục đạo, đem Atula gộp chung vào những đường thọ sanh kia, thành ra chỉ có năm đường. Trong năm đường này, nhân đạo và thiên đạo cũng gọi là ác đạo. Tại sao vậy? Vì chúng ta không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Cho nên nếu lấy việc xuất ly tam giới làm mục tiêu thì nhân đạo và thiên đạo cũng tính là ác đạo. So với nghiệp lực thanh tịnh của Bồ Tát thì phàm phu chúng ta tuy tu giới, hành thiện nhưng đều là tạp nghiệp, ác nghiệp. Phải có nhận thức chính xác về điểm này. Bốn lớn, siêu việt tội phước. Chân tâm bản tánh của chúng ta thật ra là siêu việt thiện ác. Bản thân sáu chữ danh hiệu lại càng siêu việt thiện ác. Trong Quán Kinh Sớ vừa mở đầu, Đại sư Thiện Đạo đã nói: tất cả những kẻ phàm phu thiện ác được giảng sanh, không ai là không nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A-di-đà
làm tăng thượng duyên. Đây cũng là ý chẳng luận tội phước, bởi vì tất cả phàm phu thiện ác đều được giảng sanh, cho nên trong thệ nguyện của Phật A-di-đà không tuyển chọn, không lựa ai, vì đều nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Trong Pháp Tự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, nhân thiên thiện ác đều được giảng sanh, đến rồi như nhau, đồng thành bất thoái. Nhân thiên thiện ác giai đắc giảng sanh, đáo bỉ vô thù tề đồng bất thoái. Đây cũng là chẳng luận thiện ác, chỉ cần niệm Phật, tất nhiên giảng sanh tịnh độ. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Đại sư Thiện Đạo nói, hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, tất cả phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ, trên suốt 100 năm, dưới đến 7 ngày, 1 ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng, vân vân, lúc sắp mạng chung, được Phật và Thánh chúng đều đến nghinh tiếp, liền được giảng sanh. Cầu tất cả phàm phu tạo tội, hồi tâm niệm Phật, đều được giảng sanh. Đây cũng chính là chẳng luận tội phước. Cũng vậy, trong Pháp Sự Tán, Đại sư nói, nhờ nguyện lực Phật, ngũ nghịch thập ác, tội diệt được giảng sanh, xiển đệ khinh chê Phật Pháp hồi tâm cũng được giảng sanh. Nhờ sức đại thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà, nên dù là người tạo tác trọng tội ngũ nghịch thập ác, đều có thể tội diệt được sanh về thế giới cực lạc. Dù là người phỉ báng Phật Pháp, đoạn các căn lành, họ chỉ cần chịu hồi tâm niệm Phật cũng được giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Tóm lại, Đại sư Thiện Đạo giải thích thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà. Bất luận hạng phạm phu này là tội hay phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Bằng chứng cụ thể nhất nằm trong Quán Kinh. 6 phẩm trên trong Quán Kinh là chúng sanh tu phước niệm Phật giảng sanh, 3 phẩm dưới là chúng sanh tạo tội niệm Phật giảng sanh. Hạ phẩm thượng sanh là người tạo tội nhẹ thập ác, lâm chung xưng danh hiệu Phật, trang nghiêm giảng sanh. Một đời tạo tác 10 ác nghiệp mà nói tội nhẹ là so với những trọng tội phá giới, ngũ nghịch, khinh chê chánh pháp, những chúng sanh ấy mới xem là trọng tội. Hạ phẩm trung sanh là chúng sanh phá giới, nghe được công đức danh hiệu A-di-đà Phật, phát khởi tâm niệm nguyện sanh nên được giảng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là chúng sanh trọng tội ngũ nghịch, 10 tiếng xưng hiệu Phật mà được giảng sanh. Trong Kinh văn đã nói vô cùng rõ ràng, người tội nặng như vậy niệm Phật còn được giảng sanh, thì còn có ai niệm Phật mà chẳng được giảng sanh chứ? Có người niệm Phật nhưng trong lòng còn đầy tự ti, chỉ e là mình không có khả năng giảng sanh, nhiều tội lỗi quá, tâm nhơ uế quá, niệm Phật ít quá, thời gian ngắn quá. Nhưng bạn nghiệp tội tuy nặng, cũng chưa đến nỗi là hạng ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Niệm Phật tuy ít, nhưng vẫn được 1 tiếng, 10 tiếng. Tâm tuy tạp loạn, nhưng vẫn chưa bằng đến phúc lâm chung bị khổ bức. Những người như thế còn được giảng sanh, thì cớ gì riêng chúng ta chẳng được giảng sanh?